Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với kênh của Trang Đoàn Giọng Đức. Hôm nay mình có đây here Robert, đây là anh người yêu mình. Hôm nay anh ấy đang giúp mình làm đồ làm cái cocktail đây các bạn ơi. What you doing? So, anh này anh hài hước lắm các bạn. Thì đây hôm nay mình sẽ làm một cái đồ uống gọi là đồ uống cocktail cho cái ngày kiểu như là ngày cuối năm ấy, ngày nó ở trong tiếng Đức nó gọi là Dienstfeste, trong tiếng Anh gọi là New Year Eve, tiếng Việt thì là đêm giao thừa. Thì mình làm cái đồ uống này mình sẽ cần một cái chai gọi là nó gọi là chai Sekt trong tiếng Đức, thì mình không biết là cái loại 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 này sẽ là gì trong tiếng Anh, mình chịu thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình mua cái này là Sekt, đây này các bạn nhìn thấy chữ Sekt thôi đấy, thì là nó là loại dry limited edition, loại này chỉ bán trong Christmas, chỉ bán trong Weihnachten. Còn đây mình sẽ cần một cái loại Weißwein, tức nghĩa là rượu rượu vang các bạn, rượu vang bình thường thôi đấy. Với lại mình sẽ cần đá nữa. Thì bây giờ mình đi chuẩn bị nhá. Cái món cái đồ uống này thì mình sẽ cần, đấy là nguyên vật liệu chính là blueberry, là quả việt quất này. Mình sẽ cần một quả táo này, mình cần một quả cam này, một quả chanh, một quả kiwi và một quả này là quả gì nhỉ? Quên mất rồi. Quả này I don't remember this one even in Vietnamese. Quả lựu các bạn ạ. No, I remember it now. Yeah, I was Quả gonna say, I lựu. can't help you there. Yeah, I know.
Vậy là mình đã làm xong bốn cái cốc rồi, các bạn nhìn có hấp dẫn đẹp không? Này. Đấy, bốn cái cốc trông rất là đẹp luôn. Đơn giản các bạn chỉ mix lại rượu với nhau và các loại hoa quả trộn vào thôi. Rất là ngon, nhìn rất đẹp luôn. Đây đêm Giáng sinh, à quên, đêm giao thừa của bọn mình Tất Liên này, của Tết Tây bọn mình chỉ có thế này thôi các bạn ạ. Thì cái cocktail lúc mình làm đây, với lại tôm này, nấm này, tôm này, rau này, thịt bò này, đậu này, rồi mấy cái đồ linh tinh, nói chung là cũng không có cái gì kiểu hoành tráng kinh khủng ấy. Có mấy người ăn với nhau thôi nên là cũng muộn rồi. Ok.